Hello các bạn, mình là Tony Có Dạo. Chào mừng các bạn đã quay lại với series Hack Cùng Có Dạo. Sau clip kia trước thì có nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là một trang web thường thường thì nó sẽ bị hack như thế nào, là sẽ hack được một trang web. Nhiều bạn thì cũng làm web như mình thì cũng hỏi là ví dụ như là hacker nó có nhiều chiêu trò như vậy thì có cách nào để mà phòng chống, để mà bảo vệ web mình khỏi bị tấn công hay không. Do vậy kỳ này thì mình sẽ trả lời luôn cả hai câu hỏi. Thường thường thì những cách nào mà tôi sẽ áp dụng để mà hack sập một trang web nào đó, đây là những cách mà hacker sẽ tấn công. Các bạn nào mà quan tâm thì có thể xem. Những bạn nào mà không có ý định hack nhưng mà cũng làm web nè, cũng muốn bảo vệ trang web của mình khỏi bị tấn công thì cũng có thể xem để mà rút kinh nghiệm cho web mình nó an toàn hơn ha. Thì vlog này được tài trợ bởi coolmate.me. Đây là một giải pháp mua đồ cho nam giới rất là hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp cho những bạn coder như mình. Các bạn có thể lên đây chọn sơ mi, chọn vớ, chọn quần, có rất là nhiều mẫu mã phù hợp và giao hàng rất là nhanh cho anh em. Thì gần đây coolmate có ra mắt một dịch vụ mới, đó là concept. Các bạn chỉ cần tầm hơn 200.000 là mỗi tháng sẽ được một hộp đồ như thế này, có áo quần với bộ rất là cool, ngầu và tiện lợi. Về mã giảm giá và về đập hộp thì mình sẽ làm vào cuối vlog nha. Ok, tụi mình cùng bắt đầu chuyện hack thôi. Ok, rồi tụi mình bắt đầu thôi ha. Thì trước khi chia sẻ về danh ba cái cách để hack một trang web thì mình có vài lời cảnh báo trước cho những bạn đang xem clip này. Thì đầu tiên cái việc hack bản thân nó không có phạm pháp, giống như cái chuyện hung gì đó. Bản thân các bạn hung bạn gái thì không có phạm pháp, nhưng mà các bạn ra đường thấy con nào cũng hung thì các bạn nhẹ là bị quýnh phù mỏ hay là vô tù. Cái chuyện hack cũng vậy ha, tức là nếu mà các công ty họ có những cái chương trình tìm lỗ hổng bảo mật, hoặc là ví dụ như là người ta nhờ bạn hack để mà tìm lỗ hổng thì bạn có thể hack. Còn ví dụ như là website của nhà nước chẳng hạn nè, hoặc là ví dụ như là các website khác các bạn hack rồi nhưng mà các bạn lợi dụng lỗ hổng để các bạn lấy thông tin người dùng tù, các bạn bán hay hoặc là các bạn làm những vi phạm như là hack tiền cho tài khoản thì dễ vô tù lắm nha. Do vậy đầu tiên là hack thì phải chọn đối tượng, và chắc chắn là những cái việc mình làm không phạm pháp nha. Cái chuyện thứ hai đó là đừng bao giờ để lộ IP khi hack. Thì nếu mà các bạn trong sạch thì không sao, nhưng ví dụ như bạn là trẻ người non dạ chiếu mới mà lỡ hack thì hãy nhớ cái điều này, đó là đừng bao giờ để lộ IP khi các bạn tấn công vào một cái trang web nào thì hầu như server họ đều có lưu IP của bạn cả. Thì cái IP này thật ra thì nó chỉ có thể tra được là bạn ở đâu, bạn ở nước nào, bạn ở thành phố nào thôi, không thể tra được nhiều hơn. Nhưng nếu mà nhà nước vào cuộc thì họ có thể liên hệ với lại ISP, tức là những nhà cung cấp mạng của bạn. Ví dụ từ IP người ta biết được là bạn xài mạng Viettel, nhà nước thì có thể hỏi Viettel là cái IP này vào giờ này là thằng nào, thì có thể là slide ra là người trong nhà bạn hay là ngồi ra bạn mà dùng cái IP đấy đó nhá. Còn nhiều bạn cứ là ở giờ nơi em xài proxy hoặc là em xài VPN hoặc là em ra net em hack cũng tương tự. Proxy thì họ có thể che ra IP của proxy, và nếu cần nhà nước có thể liên hệ với chủ cái proxy đấy cung cấp lock để đưa ra IP của bạn. VPN thì cũng có nhiều bộ ở Mỹ cũng có nhiều cái VPN nó kêu là không có lock, nhưng mà khi mà nhà nước yêu cầu thì vẫn phải lòi ra là IP thật sự của cái người sử dụng. Còn hàng net thì hên xui nha, nhiều hàng net họ vẫn có camera và dựa vào IP họ vẫn biết được là người nào dùng máy bấy giờ nha. Do vậy các bạn nếu mà trẻ người non dạ mà định hack cái gì phạm pháp thì đầu tiên là từ bỏ đi ha, và nếu có lỡ làm cho biết thì nhớ học cách đừng để lộ IP. Hacker xịn là những cái con người mà họ đi hack để mà một là họ lấy tiền lỗ hổng để họ kiếm tiền nè, kiếm bounty nè, hai là họ làm research, tức là họ có lương, họ đọc code những cái phần mềm, họ tìm ra những cái lỗ hổng nào có thể tấn công được và họ công bố để họ lấy tiền. Hacker xịn thì không đi rip nick, không đi hack Facebook, cái đó không biết là ripper, cheater gì đó. Một cái nữa đó là kỹ thuật trong clip này đa phần là về cách hack, nhưng mà mình cũng chia sẻ luôn những cái cách để phòng chống. Tại vì các bạn coi phim trưởng những cái danh môn chính phái thì có học những cái chiêu thức tà đạo, nhưng mà cũng phải biết cách phân biệt đọc, cách làm sao để mà tránh những lối đánh lén chẳng hạn, để mà hành tẩu giang hồ cho dễ. Nên là các bạn nào không biết định hack thì cũng nên xem để biết sau này các bạn nào web các bạn phòng chống ha. Thì cái bước đầu tiên trước khi hack không phải là bắt đầu hack ngay, mà là phải tìm hiểu đối tượng, giống như tán gái vậy đó. Muốn tán gái có thành công thì cũng phải là tìm hiểu xem mấy là bạn ấy con nhà ai, tên gì, thích gì, trường nào, Facebook là gì, đúng không? Thì cái việc hack bước quan trọng nhất đó là tìm hiểu đối tượng cần hack. Tìm hiểu là tìm hiểu cái gì? Như các bạn có một trang web, các bạn có thể tìm hiểu, các bạn chạy những cái tool như Nmap, nó sẽ scan ra IP. Thì dựa vào IP của trang web thì các bạn có thể biết là web đó nó server nằm ở đâu, server nằm ở Việt Nam hay nước ngoài, thằng nào cung cấp. Các bạn có thể scan chính web để các bạn xem nó dùng công nghệ gì, ví dụ như là web viết bằng PHP, web viết bằng C#, web viết bằng WordPress. Dựa vào cái công nghệ đấy để các bạn có thể tìm hướng tấn công. Khi mà các bạn có IP rồi thì các bạn có thể chạy thêm Nmap, chạy thêm một vài tool khác để các bạn xem là server nó có những cái gì. Thì ở đây nè, các bạn thấy server nó không chỉ có web, nó có cả FTP nè, rồi SMTP là server mail nè, rồi mấy cái này cũng là server mail nè, rồi là có vài cái VNC để access vào nè. Thì server có càng nhiều thứ thì có càng nhiều lỗ hổng để các bạn hack. Cái này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Và tiếp theo, các bạn scan xong các bạn sẽ tìm được những cái web còn hoặc là link server liên quan. Hoặc là ở đây nè, mình chạy cái tool này để mình biết là cái web này chạy bằng 5.2.2 PHP này. Thì cái version này tại sao quan trọng thì tí mình sẽ nói, nhưng phải biết định biết ra trong trận trong thắng. Các bạn phải tìm hiểu cái web mình sẽ hack nó có những cái gì trước, xong rồi là các bạn mới hack được ha. Thì từ góc nhìn của developer thì sao các bạn chống cái chuyện này, thì đầu tiên là các bạn cố gắng đừng có để lộ version. Các bạn đừng có để lộ là web mình có bằng Node.js thì có bằng Express gì hết á. Các bạn gỡ mấy cái header đó đi. Rồi các bạn dùng Cloudflare để chống bị lộ IP thật. Xài Cloudflare rồi các bạn phải chặn IP ngoài vân vân để chống
ha. Sau khi các bạn làm bước đầu tiên xong thì các bạn có thể một cách đơn giản nhất để các bạn hack xong trang web đó là report. Cách này có một tên cách là meet ba, meet má, meet công an. Ví dụ như là các bạn ở trong lớp mà thấy đứa nào làm trò bị bạ, các bạn báo công an để công an bắt nó. Thì cách này cũng vậy. Ví dụ như là các bạn thấy một trang web nó bán hàng nóng chẳng hạn, hoặc là xe ảnh đồ chuyện trẻ em chẳng hạn, vi phạm pháp luật, thì các bạn có thể liên hệ, ví dụ như là Cloudflare này nó có một cái form để các bạn điền vào là trang web này nó vi phạm cái gì đó, tao muốn gỡ đi. Hoặc là các bạn thấy nó host ở Amazon chẳng hạn, các bạn có thể gửi thông báo cho Amazon là tao muốn gỡ trang web này ra tại vì nó vi phạm pháp luật. Thì thông thường á, những cái đó thì hầu như các nhà cung cấp là họ rất là sợ bị dính tai tiếng, họ sẽ gỡ ngay. Thì cách này rất là dễ, các bạn có khi không cần phải biết lập trình nhiều luôn, các bạn chỉ cần biết bước đầu các bạn tìm được trang web nằm ở đâu, các bạn có thể báo cáo được rồi. Nhưng mà cách này á thì nó khá là hên xui, tại vì không phải web nào nó cũng bị gỡ. Nhiều thằng á thì server nằm tất ở Ukraine chẳng hạn thì luật pháp thì chả quan tâm, hoặc là các bạn sẽ phải làm giấy tờ khá là nhiều để các bạn chứng minh là đây là web bị bạ rồi, đây nó là web mạo danh vân vân. Ví dụ như là website Liên Xô ở Việt Nam nè, mặc dù vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng mà server nó họ ở nước ngoài, và ở Mỹ á thì là luật không có cấm cái chuyện hot mấy nội dung bị bạ đó nên nó vẫn không nhăn thôi. Cách thứ hai, cách này là các bạn dev và các bạn hacker hay dùng nhất, đó là tấn công trực tiếp cái lỗ hổng của trang web đó. Cách này là các bạn phải biết lập trình nha, nghĩa là các bạn không phải là dân tay ngang hack khá là hack được, các bạn biết lập trình, tức là phải biết một trang web nó được code ra sao, nó dùng những cái phần mềm để code nó chạy như thế nào, rồi các bạn dựa theo cách đó để các bạn tìm những cái hướng để các bạn tấn công. Ví dụ như là các bạn có một cái web bằng WordPress á, hoặc là bằng PHP á, thì nó lâu nó hay có mấy cái lỗ hổng bảo mật tại vì nó code ngu chẳng hạn, nó code cổng chuỗi chẳng hạn, thì các bạn sẽ dùng lỗ hổng đó để các bạn tấn công trang web. Thì mấy cái lỗ hổng đó là dạng hên xui, tức là không phải lỗ hổng nào nó cũng làm sập trang web được, nhưng mà lỗ hổng nặng nhất là SQL injection hoặc là comment execution như bên này nè, tức là các bạn có thể chạy lại câu lệnh trực tiếp trong database của nó để mà lấy dữ liệu, để mà xóa dữ liệu là sập web, hoặc là execution tức là các bạn có thể chạy câu lệnh trực tiếp trên server của nó, các bạn có thể xóa luôn cái web, tắt cái web server này cũng là sập web. Còn vài cái lỗ hổng nhỏ hơn như là XSS này nọ nè thì nó chỉ cùng lắm là lấy thông tin người dùng thôi. Và những cái lỗ hổng này á là những cái lỗ hổng ăn tiền, tức là nhiều công ty á thì họ sẽ không để làm sập web nhưng mà họ code kiểu gì đó họ để rất rộng rất nhiều, và có thể là các bạn chỉ cần tìm lỗ hổng và báo cáo là các bạn sẽ được kiếm tiền, ít thì tầm 100-200 đô, còn nhiều công ty như là có được Facebook nó trả cho, có mấy người nó trả cho tầm từ 5.000 cho tới 50.000 để tìm những cái lỗ hổng phức tạp. Và nếu muốn tìm hiểu cách tấn công cái này á thì các bạn có lại series hack cùng có dạo để tìm hiểu những cái lỗ hổng như là SQL injection này, rồi là upsell vân vân, XSS vân vân này, để các bạn tìm hiểu hack tấn công trang web ha. Một cái luật bất thành văn đó là khi các bạn tấn công trang web các bạn thấy lỗ hổng thì các bạn nên báo cáo cho cái chủ nhân trang web, sau đó cho họ tầm 2-3 tuần để cái lỗ hổng được fix rồi á thì các bạn mới có một bài write up, tức là chia sẻ là cái lỗ hổng tấn công như thế nào rồi là họ đã vá ra sao. Chứ còn nếu không á, tôi không báo gì mà các bạn công khai luôn thì hacker sẽ tranh thủ tấn công. Do vậy á thì các bạn một là đừng có lợi dụng lỗ hổng để mà làm chuyện mờ ám như là lấy thông tin xóa vân vân, hai là báo cáo cho chủ nhân của trang web đó ha. Cái cách thứ ba đó là khi các bạn nhắm trang web này nó hoàn hảo quá, nó tuyệt vời quá, nó không có lỗ hổng gì hết, hoặc là vậy là web nó đơn giản quá chỉ HTML không á thì là sẽ tấn công. Thì cách thứ ba đó là tấn công trực tiếp vào cái server. Giả sử một cái web là một cái tiệm bán hàng, một cái gian hàng, thì cái server chính là cái tòa nhà để chứa cái tiệm đó. Do vậy các bạn tấn công cái tòa nhà thì cái tiệm nó cũng sập luôn, các bạn tấn công được cái server thì cái web nó cũng sập luôn, đơn giản vậy ha. Tấn công như thế nào thì ví dụ như là các bạn đã biết IP rồi đúng không, các thể thử truy cập vào nè, hoặc là sau khi các bạn tra xong á thì các bạn có thể thấy những cái phần mềm nào, có ví dụ như là trang web lúc nãy á là nó chạy bằng Apache nè, rồi là nó chạy bằng OSS vân vân nè, thì những phần mềm cũ á thì nó luôn luôn sẽ có những cái lỗi. Thì mấy bạn security thì họ có một cái tool là Metasploit, tức là nó có những cái payload hoặc là những cái code, nó là những cái đoạn code và những cái dữ liệu mà chỉ cần chạy cái đoạn code đó một phát á thì những phần mềm đấy nó sẽ bị sập. Giả sử như là sau khi hacker tấn công họ thấy là cái web bạn ok nhưng cái server của bạn nó dùng SSH cũ, nó chạy bằng Apache bản cũ nè, và Apache bản cũ thì có bị một cái bảo mật gì đó mà chỉ cần chạy phát là Apache nó sẽ đưa quyền nhập cho hacker, thì lúc đấy á là hacker chỉ cần chạy cái lệnh đấy là coi như là nó chiếm được quyền. Thì nếu mà bạn tấn công cái này các bạn phải biết cách coi những cái version của cái phần mềm trên web người ta, kiểu như là những cái web nó chạy trên Linux á thì các bạn phải biết cách Linux nó hoạt động ra sao thì mới làm được. Thì cách này không cần các bạn phải biết lập trình nhưng mà phải hiểu về phần mềm, phải hiểu về hệ thống. Và nếu mà gặp admin xịn, cách này sẽ không làm được, tại vì admin xịn một là họ sẽ giấu IP đi, họ sẽ lock lại toàn bộ những cái truy cập, có một những cái firewall là tường lửa này, những cái truy cập nào mà thấy mờ ám là nó chặn liền không cho tấn công. Nhưng mà khi các bạn một khi để vào được chiếm được quyền root, tức là cái quyền cao nhất của một cái máy á, thì các bạn có thể làm đủ trò, các bạn có thể coi những cái liên kết tới database nó có gì nè, có thể xóa mẹ cái web luôn, có thể cho cái web đóng cửa luôn, hoặc là xóa dữ liệu cho mẹ ngột luôn. Thì là sao để chống, một á là các bạn không cần quan tâm, tức là các bạn dùng những cái service khác thì nó đã lo cái server các bạn, nó lo hết cái chuyện này rồi. Hai nữa, các bạn mà tự kiếm VPS thì các bạn phải tự cài firewall, rồi các bạn phải tự update, ví dụ các bạn cài NGS Apache thì các bạn phải tự update lên phiên bản mới nhất để cho nó không có bị mấy cái lỗi mà hacker có thể tấn công được ha. Và cách thứ tư, cách này thì không cần biết quá nhiều về code nhưng mà nó cũng rất là hữu hiệu, đó là đáng mò mật khẩu gọi là brute force. Thì thường thường á, những cái trang web mà làm bằng WordPress, cPanel này, những người làm web họ không có tự code ra mà họ dùng một cái phần mềm để họ quản lý nội dung, những cái như là cPanel này hoặc là WordPress đây nè, thì các bạn chỉ cần biết mật khẩu username của admin là các bạn đã vào, các bạn có thể deface, tức là các bạn đổi nội dung một trang web. Thì thông
thường những bạn gà thì các bạn sẽ để mật khẩu rất là đơn giản, hoặc là các bạn dùng mật khẩu mặc định luôn, ví dụ như mặc định nó là admin bắt buộc admin luôn thì người ta tra rất là dễ. Hoặc là các bạn có đổi mật khẩu á thì trên mạng có rất là nhiều những cái leak password, tức là những password nó đã bị lộ và nó có một cái danh sách những cái password phổ biến nhất, thì hacker nó chỉ cần chạy một chương trình sẽ thử mật khẩu như admin này, nó đã thử tầm cỡ 100-1000 cái mật khẩu anh yêu em 123456 admin password vân vân cho tới khi tìm được mật khẩu đúng. Thì nếu các bạn đặt mật khẩu quá ngắn này, hoặc là đặt mật khẩu gọi là nó quá dễ đoán nè, thì các bạn sẽ bị mò ra web của các bạn có bảo mật tới mức nào. Nhưng mà cái mắt xích yếu nhất trong hệ thống chính là con người. Các bạn chạy mật khẩu dễ, đặt mật khẩu ngắn á, thì người ta chạy script nửa buổi là người ta mò ra thôi. Thì làm sao để phòng chống này thì có hai cách. Đầu tiên á là các công ty thường thường á thì họ sẽ có những yêu cầu như là nhân viên đặt mật khẩu á là phải đặt mật khẩu hơn 8 chữ số này, rồi là 3 tháng đổi mật khẩu một lần này. Từ góc nhìn của kỹ thuật á thì chúng ta phải có rate limit, tức là khi mà các bạn thấy có một thằng nó thử tầm 50 lần, nghĩa là thằng này có thể là hacker hoặc là nó là bot thử mật khẩu, thì các bạn phải chặn IP của nó ngay, hoặc là các bạn phải block account đó ngay, hoặc là các bạn phải thông báo với lại sysadmin cho mấy người dùng là có đứa đang tìm cách tấn công vào hệ thống của bạn. Nó tra được 5 mật khẩu thì hệ thống block nó mẻ rồi, thì nó không thể nào mà nó mò mật khẩu ra được ha. Và cách cuối cùng, cách này là DDoS huyền thoại, cách này là hack là sập, nó rất là dễ làm. Các bạn con này trên mạng rất là nhiều script để mà chạy DDoS, các bạn chỉ cần tải về này, cài đủ thứ, các bạn chỉ cần chạy một phát thì những đứa cười không biết lập trình cũng có thể DDoS được. Và cách này vô cùng hiệu quả, không cần kinh độ gì luôn. Các bạn chỉ cần DDoS tầm vài trăm ngàn người tấn công một cái web block thì thế nào web nó cũng sập. Nó dễ làm nhưng không nghĩ nó dễ thành công, tại vì ví dụ như là các bạn một máy á thì các bạn DDoS đó, các bạn đi dễ lập được cỡ 100 người chẳng hạn, thì ví dụ bên kia thấy hệ thống này có cái thằng này IP này lạ quá, nó sẽ block IP của bạn, là coi như bạn hết DDoS. Nên thường thường á, cái DDoS này á, cái chữ hay quan trọng nhất là cái distributed, tức là DDoS từ nhiều nguồn. Thì những hacker á thì họ sẽ có nhiều hệ thống botnet, tức là có tầm vài nghìn cho tới cả triệu máy đã dính sẵn virus hoặc là malware trong đó rồi, khi mà nó chạy một phát thì những cái máy đó nó sẽ cùng đồng loạt tấn công một cái web nào đấy thì web nó chết thôi. Thì các bạn nào mà hồi xưa hay vô mấy forum á thì lâu lâu các bạn thấy là forum nó có những cái như là anti DDoS, là nó sẽ hiện một cái ảnh, chứ các bạn phải click vào một ảnh á thì các bạn mới vô forum được, là nó để chống mất DDoS, để cho quý vị hacker tấn công á thì nó chỉ thấy cái ảnh thôi, nó không thấy được forum, thì forum nó sẽ nhẹ cảnh hơn. Thì cái việc DDoS thường thường bây giờ thì hầu như là hacker làm, còn nếu các bạn gọi là người bình thường mà làm á thì chỉ có là đi thuê DDoS thôi, chứ còn tự làm thì nó cũng không có hiệu quả mấy. Và sau khi DDoS xong á, hết người dùng rồi thì cái web nó sống lại thôi. Nên là nếu đã DDoS thì DDoS vài tháng cho tới người dùng nó đi hết, chứ còn DDoS tầm nửa tiếng, 1 tiếng web nó sập rồi nó sống lại thì không có ý nghĩa gì ha. Còn anh em dev thì tụi mình nè, thì là sao để chống DDoS, thì đây là một cái rất là khó nha. Có những công ty họ bỏ cả triệu đô để họ làm cái việc chống DDoS. Anh em mình làm web con thì có những cái dịch vụ như là Cloudflare để chặn bớt IP, rồi thấy IP nào lạ thì chặn, rồi là những cái rule như là gì như là IP nằm trong dải này nè, rồi đã nhắc header này á là của hacker thì cũng chặn luôn, và hiển thị một số cái captcha để cho nếu người dùng thực sự thì mới vào được trang web ha. Đó là một số cách nhưng mà nó cũng không hoàn toàn đâu. Tóm cái váy lại thì trong này mình đã chia sẻ danh ba cái cách để các bạn có thể hack sập một trang web, rất là cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi tên lửa xem đà điểu. Bản thân mỗi cái á đều phải bỏ nhiều thời gian để học. Ví dụ như các bạn làm về tìm hiểu bảo mật không á thì các bạn có khi làm cả năm trời chỉ để tìm hiểu vài cái lỗ hổng gì đó, hoặc là các bạn xài tool á thì có rất là nhiều tool và mỗi tool á sẽ có nguyên một khóa học hướng dẫn riêng cách xài như thế nào, các bạn chính các bạn viết tool ra luôn. Đó thì các bạn tìm muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình có để dưới description channel YouTube mà các bạn chuyên về bảo mật, các bạn có thể tìm hiểu theo dõi ha. Và ngoài ra thì nãy giờ mình giới thiệu khá là nhiều tool, nhưng mà nếu các bạn gọi là chỉ có xài tool không mà không biết tool làm gì tại sao phải chạy á, thì người ta gọi là có một cái vui gọi là script kiddie, tức là mấy đứa trẻ trâu chỉ biết xài script chứ không hiểu. Chứ trẻ trâu như thằng này nè, tức là nó chạy tùm lum tool, nó coi là web nó có lỗ hổng gì không, nhưng mà khi mà tool không cho các bạn thì nó bỏ tay. Hacker thật sự thì họ vẫn dùng tool, nhưng mà họ biết là dùng tool nào cho hiệu quả, cái web này thì tấn công theo cách gì, hoặc là đôi khi họ tự biết tool, hoặc là họ tự tìm ra những lỗ hổng bảo mật mà tool không có luôn. Và một cái nữa đó là các bạn cũng đừng nên thần tượng với ông hacker quá, tại vì đa phần những trang web nó bị hack đa phần không phải là do hacker giỏi mà là do thằng code web nó ngu. Web phải có lỗ hổng thì hacker mới hack được, nên là đa phần nếu mà các bạn làm web bình thường và gọi là bảo mật cơ bản rồi thì từ từ hacker nó sẽ né web bạn ra, trừ khi web bạn có thứ quan trọng lắm. Nhiều khi một hacker á họ kêu là ta hack được 50 trang web, nhưng thật ra là họ đã thử hack tầm 10.000 trang web rồi và chỉ lo là 50 thằng có lỗi bảo mật thôi. Các bạn áp dụng những cách mình chia sẻ lên đầu để mà trang web nó bị lỗ hổng á thì các bạn đã gọi là né được tầm nhìn của các bạn hacker nhiều rồi ha. Thì tới đây cũng hết rồi, vlog kỳ này hơi dài mà lại còn kỹ thuật nữa nha. Các bạn chịu khó xem tới đây thì cảm ơn các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, cái việc hack một website thì dễ cũng có, khó cũng có, và rất là nhiều muôn hình vạn trạng. Do vậy nếu mà các bạn làm web thì các bạn phải rành về cách mà người ta tấn công website của mình thì các bạn mới có cách để mà các bạn phòng chống được ha. Thì những bạn nào quan tâm thì cứ xem cái link phía dưới này ha. Thì một lần nữa cảm ơn Conmate đã tài trợ vlog kỳ này. Thì Conmate là một dịch vụ cho phép các bạn nam có thể mua sắm rất là tiện lợi, và gần đây thì Conmate có một dịch vụ mới là Conmate Shop, một box đồ có giá là hơn 300.000, các bạn chỉ cần trả hơn 200.000 thôi là có được một box đồ như thế này một tháng. Thì trong box đồ ấy thì có một tờ thank you này, rồi là có một cái áo Conmate khá là cool ngầu như áo mình đang mặc đây này, một cái khẩu trang cho mùa Covid, một cái quần chip, ôi ngại quá, và thêm một cái áo đen rất là cool ngầu.
Và thêm một cái tip nữa, thì hình thức câu sub này á rất là phù hợp cho các bạn nam như tụi mình nè, khỏi cần phải mua đồ nhiều, chỉ cần mua một lần thôi là mỗi tháng có đồ đẹp gửi về mặt ha. Thì nếu mà nào quan tâm có thể xem cái link description này và dùng mã hoàng 30 để giảm 30k cho những cái đơn hàng mà trên 350k nha. Bản thân mình thì không phải là hacker, bản thân mình là developer thôi, nhưng nếu như bạn quan tâm về cái mạng bảo mật và cái việc hack á, thì có thể mình sẽ kiếm anh nào đó làm về mạng bảo mật mình mời livestream chia sẻ nha. Nên các bạn quan tâm thì cứ like và comment dưới này nha. Video này tới là hết rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy hay nhớ bấm like, subscribe cho mình nhớ có dưới này hay có trên này nè nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau nha.